Ok, hôm nay anh em. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục một con game mới. Tiếp tục thì của tôi, còn game mới là của anh em nha. Con game này có tên là Negan Survivor. Thì lúc chưa ở trên văn phòng thì tôi cũng mò mò vô con game này làm thử phát rồi. Nên bây giờ trông cũng khá là ổn áp nên bây giờ về chơi tiếp làm cái video cho nó luôn. Game này thì cũng tương đối là đơn giản thôi. Kiểu như là hành động rất là một chiều. Mình cứ chơi liên tục. Thể loại đúng của nó là trần Google Live đó. Đây. Ngoài ra thì còn một cái thẻ quan trọng nữa là bên tiếp theo. Thì không biết sao con game này không có cái thẻ bên tiếp theo đó. Chứ mà bên tiếp theo vô thì con này mới đúng á. Dễ mà cái tên hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó thiếu cái thẻ bên tiếp theo đó. Thì tôi cũng chơi cũng gần tiếng rưỡi rồi. Thực ra là mới có 2 trận thôi. Còn lại thì làm việc nên cũng chơi máy đó. Một thời gian. Cũng mới bắt đầu làm quen con game mà. Chưa có thử qua lát nào mới. Thì anh em coi thử trailer game trước đó. Anh em nghe cái phần nhạc nền này giống hệt là của con Soulton Survivor luôn á. Cái nhạc nền này y hệt luôn. Tôi hầu như là không thấy khác biệt gì mấy. Mình có thể là thăng cấp nhân vật rồi, cái thứ. Chọn là một số cái lát, sau đó là bắt đầu học mấy cái skill cho nó. Boss gì mà skill kính màn hình luôn gì ta. Có khoảng là 80 cái item, hơn 80 cái item. Cái này không gọi là item đâu, mà gọi nâng cấp thì nhiều hơn, hơn 100 cái phép. Liệu bạn có thể sống sót? Đồ họa con này là thuộc vào cái dạng là Low Poly nha. Nó giống với con game của tôi á. Đồ họa mấy cái khối vuông vuông. ATB thì làm cũng tương đối chuẩn chỉ đó. Hồi xưa tôi chơi thì tôi không có mở tiếng. Tại chơi ở văn phòng cũng đông người nên là cũng tắt tiếng thì vô chơi được rồi. Đây. Trong cái trò chơi Action Google Live này thì mình sẽ mở khóa được rất là nhiều cái lớp nhân vật khác nhau. Với hàng ngàn cái những cái phép, hàng ngàn sự kết hợp giữa các cái phép. Đối mặt với những con boss cực kỳ khổng lồ, liệu bạn có thể sinh tồn được bao lâu với những quân đoàn quân địch bất diệt? Game cơ bản nó cũng đơn giản thế này thôi, anh em vô chơi hứng thú giải trí. Giá game thì 92.000, game cũng đã ra mắt ngày 13 tháng 1 rồi. Hôm nay cũng có bản update, bản 2.0 review rồi nè. Thêm được cái phần setting nút cây Blink ha. Bây giờ mình có thể ghi con được cái này nữa hả? Trước phiên bản 2.0 á, mỗi lần ghi con thì mình sẽ phải tốn một cái đó. Mỗi lần lên cái level thì được chọn cái này nữa ha. Endless khi mà cái máu của nhân vật đạt đến 100. Elite mode sẽ thêm vô. Rồi vô thử rồi. Hồi trưa thì tôi cũng mới chơi có một cái nhân vật đầu tiên, một cái màn đầu tiên à. Cũng chưa biết thêm cái gì luôn. Thật ra là mới chơi có một map một. Đây. Thì cái này nó có là một số cái nhấp nháy hình ảnh đó. Anh em thì có thể cân nhắc trước khi chơi. Tôi sẽ chuyển qua cái chim mà của cái màn hình con game thôi. Thôi lỡ thì để lại gì luôn đi, biến chỉnh qua. Ở đây chúng ta có 6 lớp nhân vật là Warrior, xạ thủ, pháp sư, sát thủ và Paladin. Paladin thì cái nhân vật mở khóa. Ngoài ra thì khi chơi xong á, anh em có thể vô cái phần mà kia nè, anh em nâng cấp cho cái nhân vật của mình lên. Như nhân vật này của tôi là mới bắt đầu chơi, nó level 1 thôi. Còn bên đây là cái nội tại. Khi mà anh em nâng cấp thì nó cũng như là nâng cấp cái điểm này lên. Level 1 thì chúng ta chỉ có cái nội tại đầu tiên như thế này. Level 5 á, thì cái nội tại này là xài được cho tất cả nhân vật luôn cái gì đó. Tôi rất là khoái cái lát sát thủ này nên chơi thử nó. Màn chơi thì tôi mới vượt qua cái màn đầu tiên này thôi, nhưng mà phải nâng level 10 á thì mới nâng được cái màn chơi tiếp theo. Nên chúng ta tiếp tục ganh kinh là cái gì? 13.500 là sao hả? 16.500. 16.366. Thôi thì không biết có tên trong này không? Làm sao để lọt vô bảng xếp hạng rồi được? Nhưng mà làm sao để chơi ganh được? Level 98, kill 13.000 quân địch.
Ủa, bấm vô gan kinh không chơi gan thì chơi kiểu gì? Nên chắc là chơi bình thường thôi. Đây, mức là normal nha. Đây là lên mức hà thử chơi thử mức hà luôn. Lâu rồi biểu diễn cho anh em coi cái kênh của tôi. Mặc dù mới chơi lần đầu thôi. Đi đập đổ đây lấy vàng đó. Vàng thì trong cái lúc mình chơi game thì nó không có nghĩa lý gì hết. 15 power, mình có rất nhiều cái chỉ số này nè. Hồi 1% máu mỗi 6 giây. Hoặc là hồi 2% máu khi mà mình giết được mấy con quái to hoặc là boss. Thì đầu game á, chúng ta tập trung vô lấy cái power đi. Power là nó cộng trực tiếp vô sức mạnh mình luôn. Đó. Bởi vì nên tập trung lấy power đầu game thì nó ngon hơn. Bây giờ 8% cái chỉ số mà máu của mình hiện tại lấy luôn là máu hồi nãy là 275 nên bây giờ lên gần 300 rồi đó. Lên gần đang ghi thì suy nghĩ gì nữa, 8% máu hiện tại luôn đó, máu mình bây giờ lên 300 mấy rồi. Đây là bốn cái khiêu mặc định của mình rồi, thì cái này nó tự động cắt thôi, mình chỉ việc di chuyển chứ không có làm gì hết. Này là nó được hai chỉ số luôn, mình nhận 5% cái phép của mình và 3% cái kinh đao, nên lấy cái này. Quái nó quá trâu luôn. Bây giờ cái nào cũng cùi hết nên chắc lấy 1% máu, tức là mỗi lần giết con quái là mình hồi được 3 máu á. Mỗi con quái to to nha, chứ mấy con nhỏ này không tính, con to to là như con nãy nó mới chạy đó. Trăm tốc độ di chuyển, 14 phép với 4% tốc độ di chuyển. Cái này thì nó ngon hơn cái này là chắc ăn rồi. Game này là nó mất máu liên tục nha. Con này con pháp sư nó tay dài thôi. Ui phép. Cái này là 3 mũi tên mỗi 3 mấy 5 giây à, bắn ngày 3 cái tên lưỡi rồi đó. Này thì quái to à. Mỗi 7 giây nội lại mỗi mình có 2% cơ hội là đỡ đòn. Mỗi lần đỡ đòn thì sẽ tăng 24%. Nên cộng dồn lên đến tối đa là 24%. Này chịu hồi một lá cờ rồi hả? Cái này là cái gì? Rồi nó nổ ra vụ nổ, gây thiêu đốt xung quanh, không có nghĩa lý gì mấy. Nhưng mà cái nhân vật của mình đã đánh cận chiến á, nên mà cái vụ nổ nó nổ ra xung quanh mình cũng có khả năng ít nhiều. Ví dụ mấy cái này thôi, 7%. Cái chỉ số máu tối đa của mình là lên được 304 luôn rồi. Bây giờ cần nhất vẫn là tốc độ di chuyển cho nhân vật của mình. Do cái này là cái màn một á nên nó ít quái lắm, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy loại quái mà.
Mấy cái cục màu xanh này là máu nè. Lụm cục gì thì được mười mấy máu. Có khi 5 máu, có khi mười mấy máu. Legendary, suy nghĩ gì nữa. Đi xuống đây nhận vàng đó. Cái này có vàng. Đồ game thì mình cứ lấy cái chỉ số power đi. Power này nó cộng trực tiếp vô cái lượng sát thương của mình gây ra luôn á. Bây giờ cái này là xài một lần thôi, không có nghĩa lý gì mấy. Bây giờ đã ra con quái nè. Đánh boss, đánh boss. Tăng 6% sức mạnh của mình là cũng được. Quá đơn giản luôn. Cái này có nhân vật của mình thì chỉ số lock là gần như không có luôn, nên loại bỏ cái này đầu tiên, lock 0% nè. Thì có một cái nhân vật là Paladin đó, có 20% lock. Thì lấy cái này rất là ngon. Nên hiện tại thì chỉ có lấy cái này thôi. Né đòn á, anh em không cần phải ra khỏi cái phạm vi đánh của nó. Anh em chỉ cần canh đúng lúc rồi né thôi. Cái này 5% mà tỷ lệ chí mạng. Cái ai farm á, cái mặt khoảng khung thời gian để né chiêu con game này nó rộng lắm, nên già già như tôi vẫn phản ứng được. Mấy cái này toàn bộ là cùi hết. Cái này nó chỉ tăng sát thương chí mạng mình thôi, à lấy 2 điểm phòng đủ nó không có nghĩa thôi. Đây thì pháp sư với chúng tôi này cả ba đều khùi hết, nhưng mà lấy cái này thì mình lên được một tí phép với một tí kinh đau nữa. Cái này hồi máu, cái này tốc độ di chuyển à, không 2% thì không lấy đâu. Tốc độ di chuyển cũng phải là từ 3 đến 4% nó lấy. Mười phút vào đây 4% này nên lấy nè. Mấy quái giờ nó đánh đau hết chứ. Mỗi lần chém thì mình gây hiệu ứng chỉ máu và 200 sát thương, nó 1 giây kinh đau cũng được. Cái này thì được hồi máu cũng khá là ngon nè, nhưng mà nó kéo dài 12 giây nó mới kinh đau một lần lận. Lấy cái này để đánh tay đi. Này thì pháp sư trưởng trưởng, đây là đang ghi với suy nghĩ nữa. Legendary luôn. Ăn cái Elfix này cũng ngon đó nè. Nhưng mà cái này được tốc độ di chuyển nè, 4% tốc độ di chuyển. Mình cận chiến nên có cần cái chỉ số đó. Tay dài cũng cần đó. Nói gì để làm màu thôi.
Đây 10% chỉ số máu tối đa. Ngon. Là lên được gần 400 máu, gần 380. Do con game này á, nhiều cái chỉ số mà hồi máu của nó lại tính theo cái máu phần trăm tối đa. Nên cái máu mình, cái lượng máu cơ bản càng cao á thì lại càng có hiệu ứng lợi hơn. 10 power thì cũng ngon. Cái này thì tỷ lệ chí mạng đi 3%, nhưng mà cũng đáng cân nhắc lắm. Tại vì chí mạng anh em trong cái đòn đánh đó, đó thì tất cả những đòn đánh đó, nó trúng mục tiêu nào cũng đều chí mạng hết. Tức là như anh em chém một cái trúng 8 con quái á, thì chỉ cần chí mạng một cái thì nó sẽ tính cho 7 con còn lại luôn. Cùi, cả ba cái đều cùi. Lấy cái pick up gun này đi. Mình đánh cận chiến thì cái pick up gun này nó cũng vô nghĩa lắm. Lấy luôn cái này thôi, 10 phép. Đội trưởng của băng cướp hả? Cung đao 3% cũng được. Bây giờ có một cái phép mới của mình, triệu hồi một cái quả thương thạch thiên thạch, gây ra là 233 đam trong 1 giây, áp dụng cái hiệu ứng làm chậm 6 giây. Cái này thì bắn ra một cái tia khi quân địch chết cũng được. Cái này thì 9 giây gây đam là 800, không ngon. Mình chém phát là gần 1.600 luôn rồi, gây 800 đam có nghĩa lý nữa đâu. Kháng 8% đam, 8% đam chí mạng nha, xét thương chí mạng chứ không phải là tỷ lệ chí mạng. Chơi mức khó mà vẫn thấy nó dễ dễ như sao. Này thì pháp sư hiện mấy con quái là tinh anh nó chỉ thấy có hai con à, chắc do cái màn chơi đầu tiên nó vậy. Sau này lên mấy cái màn khác cao cao hơn chắc nó khác tí. Cái này thì gây được điểm yếu nhưng mà nó 5 giây hồi chiêu. Cái này gây đầm chậm cho quân địch thôi. Cái này đây mình đánh tay rất là mạnh nha, nên có gây cái điểm yếu ra thì mình chém vô nữa nó rất là thấm luôn. Còn mình cận chiến thì địch có làm chậm hay không thì mình vẫn phải lao vô nó thôi, nên cũng không có ý nghĩa nhiều. Năm phần trăm kháng mà sát thương vật lý, sát thương kháng phép luôn cũng được. Trời, dính cái đam của con này. Ba phần trăm tỷ lệ chí mạng đi, để chí mạng liên tục luôn. Cái này chỉ xài một lần thôi. Trời ơi, né hụt mất gần 50 máu luôn. Phần trăm tỷ lệ chí mạng cũng được.
4% tốc độ di chuyển. Cái này 8% thì được thêm 2 tốc độ di chuyển. Độ di chuyển của mình là 135 rồi. Cũng khá là nhanh rồi đó. Máu mất nhiều quá à. Phải kiếm cái gì đó hồi máu mới được. 5% hồi chiêu nè. Hồi 3% máu mỗi 6 giây cũng được. 3% của mình là khoảng 12 máu rồi, 10 máu rồi. 11 máu. Cái tiếng nó chém nhức đầu quá. Kim đao đây. Kim đao thì nó ảnh hưởng đồng bộ chiêu thức mình luôn. Quái gà, quái gà. Enodoko hả? Tìm mấy con quỷ rồi nè. Kim đao luôn. Đơn giản, do mình quá mạnh đây, chưa mới nè. Hai chục giây lận hơi nặng. Bây giờ cái đòn chém của mình có thể cắt thêm một lần nữa. Chịu hồn cái bóng tối 12 giây, chém đi. Cái đòn chém của mình nó kinh đau rất là nhanh nè, nên xài rất nhiều luôn. Máu đi, máu lên 400 luôn. Tính ra game này thì nó không có gì quá nổi trội, nó chỉ làm được những cái thứ cơ bản như thế này thôi. Để tôi cố gắng qua cái level sau coi nó có mà tiến triển gì hơn không. Chứ thực ra cái lượng quái ở màn 1 nó rất là ít luôn. Đầm chậm hả? Thôi. Tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển không bao giờ là đủ cả. Đây đây đây, khi mà mình giết mấy con quái to nó sẽ hồi được 3% máu, là máu của mình 400 là nó hồi được 12 máu rồi, tức là giết mấy con quái mà bự bự như này nè, lấy cái này hồi máu rất là ngon luôn, tại mấy con quái bự bự này nó ra rất là nhiều luôn, ngon hơn cái hồi máu mỗi 6 giây nhiều nha. Trăm sức mạnh của mình là tăng được có 6 điểm thôi, lấy được 2% cooldown nữa cũng được. Cái con quỷ này màu trắng này nó chưởng lửa nè, nên ưu tiên diệt nó trước. Trời ơi, né chậm một cái mất 50 mấy máu. 4 cái legendary luôn. 6% máu với 15 phép. Còn cái này 400 phép. Cái này 11 thôi. Cái này được tốc độ di chuyển thêm tí. Cái này đi.
chém con này nó là hồi full máu luôn đó, 400 máu. Bốn cái lời gần nó ghi nữa. Lại cái này, cái này cũng được, hồi máu thêm rất là nhiều. Nhưng mà cái này thăng tiến sức mạnh rất là nhiều nè. Lên tới 24 điểm luôn á. Hồi máu hay là đam ta, hay là đam mà di chuyển. Cái này đi. Tự nhiên hai cái lời gần đã ghi liên tục, nhân phẩm phết. Ấy giời. Đây 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 đây, hồi máu đây, 5% à. Mỗi lần giết con gì là mình hồi 20 máu. Máu cái này kinh đau rồi đứt, còn cái này thì bắn vào mũi tên vậy đó, lấy thử cái này á, đó lâu lâu nó bắn vào mấy cái mũi tên đó, thấy mà chả ngon nghẻ gì mấy luôn á, biết gì lấy cái kinh đau rồi, đi ra, nổi cái gì ghê vậy ba, tốc độ di chuyển, trời ơi bây giờ chỉ chạy thôi không cần lăn á, nào chạy nhanh hơn cái vòng không, không xin 20 máu bạn ơi, bot ra bot ra, con này đừng Billy bot hả, con này mới hồi chiều phải chơi không có gặp á. Chết rồi, chết rồi, hồi máu, hồi máu. Uống thuốc, uống máu luôn. Cái này 5 giây, quăng cái lưỡi kiếm và áp dụng thêm cái thiêu đốt. Cái bình máu uống vô là phải 2 phút nó mới hồi nha. Nào. Không cái nào ngon cả. Mấy con màu trắng này nó bắn ra mấy cái tia khó chịu lắm, vàng kìa, vàng kìa. Đây có vàng không? Có luôn. Ây. Ây. Em phích bắn 4 mũi tên, thà lấy cái này. Thử cái này lên. Tốc độ di chuyển 3% tỷ lệ chí mạng đi, tốc độ di chuyển mình như thế này là tạm ổn rồi, không cần di chuyển quá nhanh đó. Tí nữa lấy kèm mà với mấy cái khác là được. Sáu phần trăm tốc độ di chuyển nè, lấy luôn, giờ mà lấy tăng kinh nghiệm nữa thì nó quá trễ rồi.
Dạ, mình chém phát gần 2k là khá là ngon đấy nè. 12 forward với 3% tốc độ di chuyển nè. Ba chục giây nữa hồi được bình máu. À giờ cũng vô nghĩa lắm, có mất máu đâu. Năm phần trăm cũng được, ăn được đau. Chục phút nữa, game này nó tốn thời gian phết luôn á, không cần hồi máu đâu. Mấy con quỷ trắng trắng này nó chuyển cầu lửa nè. Yêu tinh nè, tiên yêu tinh nè. Dạ, né. Ê, mém nữa sốc đạm chết rồi. Rồi chết luôn. Rồi khốn nạn. Cũng được, đỡ mất công thời gian chơi. Giờ nâng cấp cái nữa là qua map 2 rồi. Nâng được vào 10 nè. Cái nội tại nâng không ta? Không, nội tại tốn tiền quá. Nên cái này không đủ cái kim loại màu xanh này. Bây giờ qua được map 2 rồi, chơi thử cái map 2 sao luôn nha. Map 2 này thì chắc nhân vật level 10 mới đi được, nên vẫn phải chơi cái lát cũ là cái lát này. Cái chọn Paladin là vô cái này đang hành liền, nên tiếp tục Assassin đi. Anh em nào thích chơi thì thử qua mấy lát khác cũng được. Normal nha. Giờ xuyên qua cái đường hầm, chúng ta đi đến một cái chỗ này. Mấy con nhỏ nó leo tường bò ra, làm cái trailer animation đồ cũng rất chỉnh chu quá. Đó, anh em nào sợ nhỏ thì 10 phu không? Cục tinh thể là cái gì? Không phá được nó nha. Không phá được, không tương tác được nó. Chí mạng 400 cũng được. Cái gì? Mới vô có quái to rồi đó hả? Dao. Chắc lấy cái này đi. Đầu game á thì nên lấy những cái chỉ số cố định như thế này, chứ đừng nên lấy phần trăm. Lấy phần trăm thì nó không có lời. Như anh em thấy cái này là gần Dagi nó chỉ tăng có 11 power, trong khi cái màu xanh lá, xem mình màu xanh dương á, xanh lá nha. Nhưng cũng tăng 10 power rồi. Nên lấy cái này. Hoặc là cái này cũng được, nhưng mà lấy cái này đi. Đó, bắt đầu có nhiều quái mới như thế này chơi đã không? Lấy tiếp này luôn. Mỗi lần giết con quái bự bự thì hồi 800 máu. Cái này lên có 4 à. À lấy điểm kháng đi.
đầu game nên lấy cộng thẳng hơn là lấy mấy cái phần trăm đó. Tốc độ di chuyển bây giờ mình thiếu sát thương dữ lắm rồi nha. Cái map này chỉ có nhện nhện thôi đó hả? À? Tám phần trăm tốc độ di chuyển, càng nhanh càng tốt. Hai con nhện luôn rồi, ấy giá. Mấy con này không được tính là mấy con quái tinh anh đó trời. Đây chiêu mới của mình. Cái này 6 giây. Cơn mưa mà chịu hồi một cái bơn cơn mưa lưu tinh vẫn thầm phải. Heo vai gai. Này đây. Giết 25.000 quân địch. Máu 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 máu. Tỷ lệ chí mạng đương nhiên rồi. Né. Đi dao. Né. Né. Lột ngay sau lưng nó. Xác. Phi dao. Kháng hay là 10. Lấy 10 này đi. Đó. Hồi nãy mình lấy cái vàng thì nó tăng 11 à. Bây giờ lấy cái này tăng 10 luôn. Mà cái map này chỉ có nhện thôi đó hả? Nhìn chán quá vậy. Chỉ là nhện thôi. Cái là nó bự hơn tí. Cái này chỉ sử dụng một lần 10% trên đao. Boss này pháp sư quá. Tự nhiên có mấy con kiến đó. Đây, hồi được mát heo. Mà lấy cái này tăng đam đi. 11% luôn. Nhưng mà lấy cái này đi. Cái này lên được có 4 à. Lấy máu. Lên được 20 máu. Chấm con này hồi 20 máu. 26 máu. Nằm trăm đam cũng được. Đi đâu? Dragon Dagi, suy nghĩ gì nữa. À con nhện nó còn màu xanh với màu tím nữa, khác màu với nhau lắm.
nhưng mà thấy nó cũng bị thịt ở các nghĩa lý gì đâu. Cái chế quái bây giờ nghèo nàn quá. Lên cấp 10% máu tối đa. Được. Dâu. Có mấy con kiến ở đâu nó bò bò ta. Sao mà phòng tôi lại có thứ kiến được. Cái nào cũng cùi cho nó. Lấy cái này đi 10% đi. Giết một con quái thì hồi được 34 máu. Con quái bự như thế này nè. Lên cấp 8% 2 tốc độ di chuyển. 8 đam 2% tốc độ di chuyển cũng được. Nổ đam 200 mấy đam mà cùi. Còn cái này tăng máu nhưng mà 16 giây cắm cái hoàng kỳ cũng không ngon mấy. Cái này đánh boss thì ngon hơn, cái này dọn quái thì ngon hơn. Nói chung tất cả đều cùi hết. Lấy cái này đi, nổ đam cho rồi, để ăn người. Ê, có mấy thằng bắn cung ra nè. 400 kinh đâu, suy nghĩ nữa. Hồi máu vui luôn. Vui máu. Đúng thời gian quá, nhanh lên đi. Chưa được 10 phút nữa trời, quái thì nó chỉ có một loại một cái thật, nhìn chán thiệt á. Bùm. Lên cấp 8% máu tối đa, 375. Nãy 347 lên 375 nữa. Ăn được gần 30 máu luôn. Năm điểm, cái này tăng 10 nhưng mà giảm được 2%. Đó, giờ mới có boss ra nhìn nó đỏ hơn tí. Mười phần trăm ép, bây giờ mới 8 phút mà lấy cũng được. Bây giờ mình hơi thiếu sát thương rồi đó nha. Cái hoàng kỳ, cái thiên thật, cái nào cũng cùi hết luôn. Lấy cái hoàng kỳ này đi. Đây cái cờ này nè. Thấy ghê đam bỗng méo rồi đâu. Sử dụng một lần thì nó chả nghĩa lý gì cả. Sát thương chí mạng, tỷ lệ chí mạng ngon hơn nhiều.
cái cờ của mình được. Thấy vô nghĩa hết luôn á. Ê. Ê. Lấy máu đi. Gán cho máu lên 500 luôn. Giết con này nữa đôi khi đầy máu rồi đó. Đó à. Đầy máu xong mất lại như máu nó cũng vậy luôn. Chết đi. 6 phút. F. Mới là 9 phút à. Nên lấy F. Cái này quan trọng nè, 3 giây bắn ra một quả tên xuyên qua tất cả quân địch gây 500 đam, để được quả bom mỗi một giây thì ghi đam mỗi giây cho tắm cho dài 8 giây hả? Tính ra DPS thì cái này ngon hơn chứ. Tính ra là khoảng là 400 đam mỗi giây. Không, 8 x 17 là 1003 thì tính ra 100 đam một giây, cái này 125 đam. Nhưng mà cái nổ này không biết phạm vi bao lâu. Còn cái này thì đam này 7 giây nhưng mà gây hiệu ứng đốt cũng không nghĩa lý mấy. Lấy thử cái hộp đậu nè. Cả ba cái được cùi hết. Nó chỉ có màu xanh lá cây thôi. Bây giờ cái phạm vi nhặt đồ của mình nó thấp quá, khó đi lượm đồ quá. 8% F 10 phút rồi. Nhưng mà có cái nào ngon hơn đâu. Cái này cộng vô sát thương mà chí mạng cũng không ngon. Thôi thì lấy F được rồi. Phi dao. Phi dao giờ nó hết chết rồi. Mình thiếu sát thương nữa rồi. Cái nào cũng ngon cho nó. Lúc này thì cái nào cũng ngon. Sao tự nhiên nổi nhạc lên vậy đó. Tôi bớt bọn gì đâu. Tưởng cái màn này có gì mới, hóa ra là toàn mấy con nhện thôi. Thêm được mấy thằng hô mạnh này nè. Đó là đi phép bot đó. Ừ.
hên mình giết mấy con quái mà tên anh nó hồi lên full máu luôn. Cái dao này là kill của nó chứ không phải kill của mình nha. Kill của boss thì ngầu lòi vậy, kill của mình thì đúng vàng luôn. Chọn nào. Đại địa chấn ha. Nhiều lưỡi kiếm, nhiều lưỡi kiếm này thì cũng không ngon mà cũng đại địa chấn. Thời gian hồi chiêu nó gấp đôi lận. Cái này 7 giây. Đại địa chấn đây, coi thử cái đại địa chấn này ra sao. Bây giờ giết mấy con này là hồi lên full máu nhiều. Chỉ đó hả? Bắn ra cái tia đại địa chấn vậy. Máu, máu. Ngồi cái này cùi bắp. 30 giây hồi máu lần thì uống mẹ bình thuốc cho rồi đi. Cái này 4 giây nè. Đầy máu đã thấy chưa? Tỷ lệ chí mạng cái từ mình vẫn còn yếu lắm nha. Năm phần trăm kháng tất cả cũng được. Sợ nhất là mấy cái vụ con boss nó sốc đâm mình luôn á. Trăm phu vua. Hai mươi lăm hay là lấy cái này được thêm 4% phu vua đi, vui đam. Mình đi cũng khá là nhanh này, nên bây giờ rất là cần đam luôn. Bốn phút mà kinh nghiệm thả lấy cái mũi tên này cho rồi. Cái tên này đam yếu thiệt à. Đam 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 đâu? Da dính tơ nó nữa. Mấy con này bắn tinh đúng chuẩn luôn á. Được 12. Báo 550 luôn. Full đam thì bây giờ chúng ta chuyển sang là full máu. Lấy cái này thì lên được 30 máu. Lấy cái này thì được 10 đam, 10 đam đi. Máu 499 nó đẹp hơn, 549 nó đẹp hơn. Cái này gây điểm yếu. Này thì kinh đao đam 50% trong 6 giây thì tính ra là 14 giây thì mình chả có tác dụng gì. Nhưng mà lấy gồng đấy. Trong vòng 6 giây đó thì mình trở lên rất là bá đạo. Boss ơi, boss à. Boss xuất hiện đi chứ game chán vãi ra.
không phải game chán mà game làm cũng được á, chỉ có điều là thiết kế quái quá ít thôi, quá đơn giản đi, chủng loại quái nó rất là ít luôn nên gần như là cái sự lặp lại rất là liên tục đó. Lâu lâu có mấy boss ra thì nhìn đã mắt hơn. Giờ lấy 10% ép thì quá trễ không? Lấy đại đi, dù sao nó cũng màu vàng. Đây gần đây ghi bỏ cũng phí lắm. Đây, thấy cái này lên chí mạng liên tục, gõ con boss nó phát là đi luôn à. Đó. 5 giây gây điểm yếu cũng được. 15 đam luôn. Mấy con boss trong này nó cũng ít di chuyển nữa. Khi mình ép góc nó rồi thì gần như là đứng yên luôn. Tôi ít thấy con boss nào mà nó lướt lướt này là nó bay bay lắm. Thấy chỉ có đứng yên về xây xây là cách kêu hơn. Trăm máu tối đa là lên 593, gần 600 máu rồi. Còn cái bình máu đầu game đến giờ chưa uống nữa nè. Thằng phẩm gì nhặt đồ đây, bây giờ nhặt nó ăn thằng tí. Thực ra cái map này nó bé tẹo à nên tăng phạm vi nhặt đồ lên nó cũng không khác gì luôn, chỉ là đỡ lười hơn tí thôi. Cái này 14 lần được. Đó, bây giờ mình có con rồng là 6 giây đó, mình chém cực kỳ khủng khiếp luôn. Đây, chiều mới 12 giây cánh lần không ngon. Lấy chiều này đi, chiều này nó có 6 giây cánh lần à. Nãy giờ không thấy cái chiêu thức nào nó tác dụng với mà cái kiểu đánh tay của mình như là hiệu ứng trên đường đánh. Năm phần trăm kinh đau nè. Thêm được mấy con quái trưởng trưởng lửa với mấy con quái đi bộ. Lụm tí vàng thôi, đó. Bảy phần trăm máu tối đa, 699 luôn, gần 700 máu rồi. Sát thương chí mạng thì nó không ngon bằng tỷ lệ chí mạng.
Ui đau. Ê, 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 ê. Bốc hơi luôn em gái ơi. Cái này cũng được. Coi như là tỷ lệ chí mạng mình tăng 50% trong mỗi 4 giây kéo dài á. Nhưng mà 10 giây nó hơi kêu rồi. Vậy bây giờ không có lấy vô cái chí mạng nữa. Vui vô sát thương thôi. Tỷ lệ chí mạng là chỉ có mát hình như là 90% thôi hết vậy. Lấy cái ly này đi. Hai chục phút rồi. Mấy cái cục đá này là của ai vậy ta? Của mình hay của nó vậy? Giết quái hồi tốc độ di chuyển. Con nhện bị lửa đốt kìa. Con dao nè. Né, né, đi bộ né luôn, không cần lăn hả? Lấy tí sát thương chí mạng. Do cái tỷ lệ chí mạng của mình có nãy là kéo dài được 4 giây á, nên tăng tí sát thương lên cái đó thì cũng ngon, khá là ngon. Cái búa này cùi, còn cái này cùi, lấy cái ma mũi trong kiếm rồi đi. Đó. Chém gì nó mới đẹp nhá. Đâu chém cái nữa ai? Đâu có gì? Chém. Chém, chém, chém. Nãy mèo thấy chém kìa, chém kìa. 18 giây, 20 giây đâu hết. Kháng hay là máu? Kháng đi. Máu mình có mất nhiều nữa đâu. Với con boss hồi thêm 300 máu thì coi như là vài chục máu rồi. Đó, chém cái là nát luôn. Đủ 8 chân con nhện luôn rồi. Thực ra mấy con quái này nó đi vô nó đánh cận chiến không á, thì anh bui mà con game thêm nhiều cái loại quái vô, ít ra nó cũng khác cái hình thức một tí. Vì chứ bui quái mấy con trong game Bull Death Hell này nó rất là đơn giản nữa. Thậm chí mấy con này giống hệt nhau anh em, chỉ cần thay cái hình vô cũng chả ai biết đâu. Thay cái hình này thay một tí sát thương vô là xong rồi. Mấy con này nó am stun chuẩn vãi ra lắm. Đi chết vậy. Am boss, ai am boss. 4% thì cái này nó lên 15 lần.
Bây giờ lấy cái phần trăm theo mà cái sát thương của mình thì nó ngon rồi đó. Đó, quái bự như vậy chơi nó mới thú vị. Coi phiêu nó ra một cái, không có đứng gần được. Máu mình thì cũng chưa mất nên cũng chưa biết nó là làm sao. Chưa biết phiêu luôn cái con nhện bự đó làm sao luôn, ngoài nó bắn tơ là cái phạm vi rộng hơn. Rồi mất tiêu luôn rồi. Hai chục này bây giờ thì không ngon mấy nhưng mà lấy tạm đi. Bây giờ đánh phát ra 4.000 đam rồi, cũng ngon đó. Máu bùi lên 1.000 máu cho anh em coi luôn nè. Bây giờ không biết ai mới là boss. Vậy mà cái ải này cũng bày đặt level 10 mới cho chơi nữa. 30 nên được 5k đam cho 4,5 à. Nghe tiếng gì mà như boss xuất hiện vậy? 4,5 đam à, chưa được 5.000 nữa. Hồi 400 máu. Khi đánh bại quái vật tối đa, quái bự bự chưa? Đây nè. Bây giờ thì cái chỉ số của mình nó là 17% rồi, 17% mà nhân với 800 gần 900 máu của tôi nữa. Là ra 150 máu á. Mỗi lần giết quái bự là hồi 150 máu. Cái nặng cùi hết luôn, cả ba cái đều cùi. Lấy cái này đi đó, cái nhẫn bóng tối nó xây xung quanh mình nè. Rồi không biết nó kéo dài được bao lâu thôi, cũng chả ngon nghẻ gì. Cái nhẫn này nó gây khoảng 500 đam, trong khi mình chém tay ngay lên cả 1.000 đam rồi. Năm phút nữa là boss cuối ra hả? Không biết có boss cuối không nữa nha. Giết 1.000 quái ưu tú. Trăm tỷ lệ chí mạng, lấy cái này đi. Cái này vừa tăng đam vừa đi vừa tăng kinh đau. Nghe nó dính chém hồi nhức đầu quá. Bắt đầu ra đây 3 phút nữa à.
14 thì nó lên là coi như là 21. 558, 565. Mấy cái này. Sao cũng 4.500 đam vậy ta, chưa lên được 5.000. Tháp cao luôn nè. Ê, chết 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 chết. Này thì AFK hả? Dám nữa bay màu rồi. Một phút nữa. Hai mươi mốt điểm, cái này cũng 639, cái này cũng 639. Ba chục giây nữa bot ra. Lên được level nữa không? Lên được level nữa. Đó, 5.700 đam rồi đó. Cái gì nó nổ ghê vậy? Trời ơi, chả có boss luôn thiệt á. Gán ngồi 30 phút coi con boss nó ra làm sao. 3.000 tiền hay cái đá cẩm thạch. Cái đá cẩm thạch này thì để nâng cái của mình từ cái level 10 trở lên. Đây, để nâng từ cái này trở lên nè. 1, 2, 3, 4. Nâng phát lên level 14 luôn. Bây giờ có đủ vàng nữa là lên thẳng 15, 16 luôn á. Ruby Legend đã ghi vậy? Cần có 20 thôi. Hai mươi phần trăm cơ hội gây thêm một đòn đánh nữa. 12% tỷ lệ chí mạng. Mấy cái này thì rất là khủng khiếp luôn rồi. Nên nâng cái nội tại này thì nó rất là mạnh. Ủa? Mỗi lần cái hả? À? Tôi không có nâng luôn. Phải thiệt. Rồi rồi. 15% cơ hội lóc nè. Đó giờ có biết đâu. Level 4 thì mới xài được cái này. 800 tốc độ di chuyển. Nói chung là game này ngoài cái thiết kế cái mấy con quái đơn giản thì còn lại cũng tạm ổn đó. Lát thì tôi nãy giờ mới chơi cái này thôi. Mở được cái con mới nè. Người nhận à. Máu 110 thôi. Nhưng mà phép 39. Paladin thì phép 30. Con này tôi level 10 rồi, phép mới được 100. Con này level 3 phép 59. Paladin này nó có sẵn cái phòng thủ đó, 20 với 15 hồi nãy của tôi nữa là lên 35 nè. Là anh em bui cái đỡ nó hồi 1% máu rất là ngon luôn. Thì quái nó đánh anh em liên tục là anh em hồi máu âm 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 luôn. Sáu ngàn tiền để mở cái lát phù thủy hả? Trời ơi, 6.000 tiền. Con này dạng là chịu hồi nhện rồi. Summon một bầy nhện nè, summon một cái nhẫn nè. Tạo một cái tơ nhện đó nè. Gây làm chậm mày bắn ra cái nỏ.
Rồi, rồi. Game này thì có thời gian chơi thêm. Ok, bye bye anh em.